Em chào anh em nhé, chắc là được gửi lời cảm ơn anh em, đặc biệt là anh Minh ở Bạc Liêu đã tin tưởng và mua sản phẩm Theta K6 này của bên em. Sản phẩm Theta K6 này anh đã mua chiếc này là chiếc thứ hai, một chiếc anh mua hộ và một chiếc này là chiếc anh mua. Anh mua chiếc đầu tiên thì đẹp thì anh hàng xóm đã đến và anh đã nhường lại cho anh ý, còn bây giờ anh lại lấy thêm chiếc nữa của bên em. Thì em hứa với anh ý là em sẽ chọn cho anh một chiếc đẹp. Thì đây sản phẩm Theta K6 em sẽ gửi cho anh ấy nhá. Đây là cái mặt trước của nó, anh em có thể nhìn thấy ạ. Đó, thì một sản phẩm mặt trước đẹp như thế này. Và trên mặt của nó đây, đây là những cái vết đây. Đấy, em dám lên thì có thể nói rằng nó rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là ok. Rồi, không có một chút xước sát gì cả. Và ở trong cái sản phẩm này thì em đã cài sẵn cho anh tới tận những 71 rồi. Thì anh về anh có thể liên hệ, anh có thể gọi mốt ra để anh dùng thử nhá. Đây, Recon này, Enter này. Đó, đây có tận những 71 rồi, đúng không ạ? Và kể cả trong cái mục này, đây cũng được Recon. Trong cái mục này thì em cũng có để sẵn cho anh 71 rồi. Đó, để cho anh lỡ may có nghịch anh chỉnh và mất cái mốt ở những cái mốt đầu thì vẫn còn những cái mốt ở trong này để gọi ra để chỉnh nha. Thì trong những cái 71 này thì hoàn toàn đều có những cái chế độ echo và revert khác nhau. Và khi về thì đa phần là em sẽ hỗ trợ thêm anh em để anh em sẽ chỉnh lại một chút để cho hệ thống của mình nó sẽ ok hơn. Rất là trân trọng cảm ơn anh cùng mọi người đã theo dõi cái video này. Đây em sẽ quay lại một chút nữa để anh em nhìn thấy rõ kỹ hơn. Đây về cái mặt sản phẩm của Theta K6 này. Sản phẩm này thì thực sự mà nói là nó có được một cái chất lượng âm thanh rất là tốt và lại có một cái bộ đèn nháy rất là chi là tuyệt vời. Đó, ok ạ, một lần nữa cảm ơn anh ạ.